Thì đây nha các bạn, thì sau khi mình đo chiều ngang và chiều cao mình trừ hao rồi thì mình sẽ ráp vô, thì nó thành phẩm như vậy nha các bạn nha. Thì đó đã xong hoàn thiện cái bộ cửa sổ lùa hai cánh. Thì hình thức trừ là các bạn đo chiều cao á, các bạn đo từ trên cái mương đây nè, đó, đo sát lên cái mương đây nha, đừng có đo cái mương đây, đo sát ở trong cái máng nè, đó, rồi các bạn đo xuống tới cái rầy, xuống cái mặt rầy đây nè, rồi các bạn đo bao nhiêu, hồi nãy là mình đo là 1m16 5, thì mình cắt 1m16 2 ly thôi, mình trừ hao 3 ly để mà khi mình làm cửa xong á, mình đúc cái cửa vô trên cái máng này, mình đúc đầu vô trong cái đây rồi mình mới đưa vô được. Còn nếu mà các bạn cắt mà nó dư hơn cái máng này nè, hư hơn cái gờ của cái rây đây nè, là các bạn đẩy vô không có được nha. Đó nên các bạn cắt đo tới cái mặt rây đây thôi, là các bạn trừ hao lại 2 đến 3 ly để mình đúc lên mình đưa vô. Đó, còn chiều ngang á, chiều ngang thì các bạn đo lọt lòng. Đó, đo lọt lòng trong cái mương đây nè, mương âm nè, chứ đừng có đo mương nổi, đo mương âm qua bên cái mương nổi bên đây. Đó, hồi nãy mình đo là 97 7 ly. Thì cái hình thức mà để các bạn cắt cái đố ngang bánh xe với lại đố ngang trên á, là các bạn đo lọt lòng là 90 lọt lòng bao nhiêu nha. Ở đây của mình là 97 7 ly, thì mình sẽ trừ cho. Hello, chào các bạn nha, chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Phúc Thiên của mình nha các bạn. Thì hôm nay ngày mới, mình xin chúc cho tất cả các bạn có thật là nhiều sức khỏe và hạnh phúc bên gia đình và người thân nha. Thì hôm nay mình sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn nào mới vô nghề chưa biết nghề cái hình thức mà lên cánh của cái sổ lùa để mà hoàn thành xong bộ cửa sổ lùa nha các bạn. Thì ở video trước mình đã hướng dẫn các bạn cách mà lên khung bao cửa sổ lùa như thế nào rồi, thì video này mình sẽ hướng dẫn các bạn cách đo và trừ chiều cao bao nhiêu, chiều ngang bao nhiêu để mà mình ra đố để hoàn thành xong cái cánh cửa cho nó xong cái bộ cửa sổ lùa như thế nào hoàn thiện nha. Rồi thì bây giờ mình sẽ bắt đầu mình vô vấn đề chính nha các bạn. Thì đây là anh mình nè, rồi các bạn nha, rồi ảnh sẽ là cameraman cho mình nha, để mình hướng dẫn cho các bạn nha, để các bạn dễ hiểu nha. Rồi bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn cách mà đo chiều cao và chiều ngang như thế nào để mà mình trừ hao đố cửa, rồi để mà đưa cửa vô được trong cái khung bao này nha các bạn, bao sổ lùa nha. Thì trước tiên các bạn đo chiều cao nè, chiều cao thì các bạn đo thọc cái thước vô trong tới cái máng luôn đây đó, các bạn thọc thước vô tới cái máng luôn nha, chứ không phải là thọc thước ở ngoài đây, các bạn thọc vô trong cái máng luôn đó, vô trong luôn, rồi các bạn kéo thước xuống dưới tới ngay chỗ cái gờ đó, kéo thước tới chỗ cái gờ là nó của nó là 1m16 5 nè. Đó, các bạn đo cái gờ trong, cái đừng có đo cái mép ngoài đây nha, tới mét ngoài đây là nó tới 1m17 3 ly, nhưng mà các bạn đo cái rầy này, đừng có đo cái cạnh mặt tiền, đo cái rầy là 1m16 5 ly nè, thì các bạn cắt trừ hao lại cho mình 3 ly là các bạn cắt còn 1m16 2 ly là ok nha các bạn nha. Rồi sau khi các bạn đo chiều cao rồi á, thì mình sẽ đo chiều ngang. Thì chiều ngang ở đây mấy hôm có bạn comment cho mình á, là nói là đo chiều ngang á, là đo từ cái mương này lọt lòng cái mương này qua cái mương này hay sao đó, là các bạn đó không có hiểu ý mình. Ví dụ cái cửa sổ bốn cánh á, thì các bạn đo từ lọt lòng cái mương này qua cái mương này thì được đó, còn cái này là cái cửa hai cánh, cửa hai cánh thì các bạn phải đo từ cái mương này nè, cái mương âm đây nè, qua cái mương nổi đây nha các bạn, qua cái mương nổi này chứ không phải là từ cái mương âm này, mà các bạn đo qua cái mương âm này là các bạn bị dư cửa nha. Đó thì các bạn phải đo từ cái mương âm này qua cái mương nổi này, tại vì cái cánh của mình á, một cánh âm vô trong đây, một cánh nó sẽ là âm phía bên đây ngược lại, chứ không phải là hai cái mương âm nó song song với nhau mà mình phải đo hai cái mương âm đó. Khi nào hai cái mương âm mà nó song song với nhau thì các bạn mới là đo hai cái mương âm, còn cái này là cái mương âm nó nằm, một mương nó nằm bên này, một mương nó nằm bên kia đó. Thì các bạn đo là các bạn đo từ cái mương âm này qua cái mương nổi này đó nha. Đó là hình thức đo chiều ngang. Thì bây giờ mình sẽ đo chiều ngang bao nhiêu rồi mình sẽ quay cho các bạn xem nè. Rồi thì bây giờ đo nhìn thước anh vợ đo đập đó, thọc vô trong cái mương âm luôn, rồi xích xuống cho người ta dễ thấy đó, thọc vô cái mương âm như vậy, rồi các bạn kéo thước qua cái mương nổi này nè. Thì ở đây cái để mình lấy nét nha các bạn. Rồi thì của nó là 97 5 ly đó, 97 5 ly, nhưng mà nó là 97 7 ly đó, tại vì nó còn cái gờ đây 2 ly nữa nè,
nó còn cái g này 2 ly nè, đó cái g này 2 ly nữa, là nãy mình đo tới cái mét ngoài đây là nó là 97.5 ly, nhưng mà cái g nó mình phải đo vô trong cái g đây là 2 ly nữa, là 97.7 ly nha các bạn nha. Đó là chiều ngang 97.7 ly, chiều cao của nó là 1m16.5 ly, mình trừ 2.3 ly rồi còn 1m16 là 2.2 ly. Rồi thì bây giờ mình sẽ vô mình ra cánh cho các bạn xem nha. Rồi thì sau khi mà các bạn đo chiều cao và chiều ngang xong, thì chiều cao là hồi nãy là chiều cao của nó là 1m16.5 ly, thì mình có cắt cái này trừ 2.3 ly, còn lại 1m16.2 ly nè. Bây giờ mình đo thước cho các bạn xem nha. Đây 1m16.2 ly. Đi qua bên đây nè. Đây là 1m16.2 ly này nha các bạn. Đó, 1m16.2 ly nè. Rồi. Mình trừ hao 3 ly rồi, 1m16.5 ly mình trừ hao 3 ly để cho nó nhét vô được nha các bạn, để đúc cửa vô được á. Rồi thì còn cái sau khi mình đã cắt cái chiều cao rồi thì bây giờ mình sẽ dập cái đố để mình dập đốt cửa để mình đưa vô. Thì trước khi các bạn dập đốt cửa thì các bạn phải biết được cái cửa này nó quay về cái hướng nào. Đó, nó quay về cái hướng nào để cho nó lọt vô trong cái mương đây nè. Đó, cánh một cánh nó sẽ lọt vô mương này, một cánh sẽ lọt vô mương kia để mình dập cái đố cho nó đúng. Chứ nếu không mà các bạn không biết cách dập á, là cái lỡ các bạn dập cái bánh ở dưới cái bánh xe thành nó trên cái đầu dưới cái bánh xe là sẽ đưa vô bị lộn hướng, nó không có vô đúng nha. Thì ở đây mình sẽ hướng dẫn các bạn cách mà để mà phân biệt được cái nào bên mương nào nha. Thì cái mương này á, nó sẽ nằm trong mương này, thì cái cây cánh trơn nè. Đó, cây cánh trơn này nó sẽ là đưa vô trong đây. Đó, cánh trơn nó sẽ nằm bên đây, nó ăn vô ngàm như vậy. Thì cây cánh móc á, còn cây cánh móc nè, cây có cái móc nè, là một cái móc nó sẽ nằm bên phía chính giữa đây. Tại do mình chưa có cắt ngàm nên nó chưa có vô được nha các bạn. Đó, còn cái cánh bên này nó sẽ nằm, cái ngàm này sẽ nằm bên đây, thì cái mương này nó sẽ nằm ở đây. Đó, hai cánh gờ nó sẽ ăn ngàm với nhau như vậy. Đó, thì nó ăn ngàm vô như vậy á, rồi sau đó các bạn sẽ lấy cái nào ở trên đầu nè. Cái nào trên đầu thì các bạn lấy dấu rồi ghi, các bạn ghi số vô, còn như mình biết rồi, còn các bạn chưa biết thì các bạn ghi, ví dụ như trên cái đầu các bạn ghi chữ đờ đi, còn ở dưới thì các bạn ghi chữ dưới, mình ghi chữ giờ cũng được, còn không các bạn ghi mũi tên ở trên hoặc mũi tên ở dưới, tùy theo các bạn lấy dấu sao để các bạn đưa vô cho nó đúng chiều. Đó, thì ở trên thì là cái cây đố, ở trên là sẽ có cây ngang trên nó sẽ như thế này, thì nó sẽ nằm ở trên cái đầu. Đó, còn cây bánh xe này nó sẽ nằm ở dưới, nó nằm ở dưới như vậy. Đó, nếu các bạn mà dập mà bị lộn chiều á, là nó sẽ không có vô theo đúng cái chiều của nó, mà nó sẽ có thể nó sẽ cái bánh xe nó sẽ ở trên, rồi cái đố này sẽ nằm ở dưới thì sẽ không gắn được. Đó, nên các bạn đưa vô, sau khi các bạn đưa vô ngàm rồi đó, thì các bạn lưu ý nè, quay bên đây, cái cây mà cánh trơn nó ham vô trong cái ngàm trong đây á, là cái mương kiến nó nằm quay ra ngoài nha. Rồi quay ngược qua đây lại. Rồi còn cái cây cánh gờ á, cây cánh gờ của cái cánh trong nó sẽ, cái mương kiến nó sẽ song song với nhau. Đó, rồi tương tự ở bên đây, cái cây cánh ngàm, cây cánh trơn nó ham vô cái ngàm này, thì cái cây cánh cái mương này đó, thì các bạn nhớ là khi mà cái mương kiến với mương kiến nó song song với nhau rồi, thì các bạn phải lấy dấu cái nào ở trên đầu thì cứ lấy dấu để dập lỗ, còn cái nào ở dưới thì lấy dấu bánh xe ở dưới để mà các bạn dập lỗ cho nó đúng chiều nha. Mà các bạn nhớ cắt hai cái mẫu này, để lát nữa khi các bạn dập lỗ xong thì các bạn có cái lỗ để bạn khoan lỗ bắt vít nha. Đó, mình sẽ cắt mẫu một cái bánh xe, một cái ngang trên đó. Thì sau khi mình cắt xong rồi, mình sẽ đưa vô, mình làm dấu để mình dập cái cây cánh trơn với cây cánh gờ. Thì cái cỡ này mình phải lấy từ bên này qua bên này, đó là cái cỡ ngang trên. Sau đó mình sẽ lấy cái cỡ bánh xe đó, mình lấy cái cỡ để mà mình mục đích là để khi mình đưa cái cây cánh trơn vô tới chỗ nào á, là mình sẽ dập tới đó.
Cái này là mình ở trên đầu nè, thì mình sẽ đẩy tới cái khúc ngắn này mình giặt xuống nè. Đây, cái này là cái ngay trên nè, thì các bạn đưa cái ngay trên vô nè, lát nữa các bạn khoan lỗ nè, đó là sẽ nó sẽ bằng như vậy nè, thấy chưa, nó sẽ bằng như vậy luôn. Rồi sau đó lát nữa bạn sẽ lấy mũi khoan 4 ly, các bạn khoan lũng qua để mà bắt ốc, thì khoan như thế nào thì lát nữa mình sẽ quay cho các bạn xem. Đó thì cái này là ở trên đầu thì mình dập trên đầu, còn cái dưới chân thì mình dập cái dưới chân nha, chứ đừng có dập lộn là không gắn vô được nha. Rồi tương tự mình sẽ dập cây bánh xe. Đó, cây bánh xe thì cái mương nó dài hơn đó, còn cái ngang trên dưới thì nó ngắn hơn đó. Sau khi mà cái cây bánh xe nè, thì ở dưới nó có cái rầy nên các bạn phải dập cái đường của cái bánh xe, nó có một cái đường mương để mình chạy nó khỏi bị đụng cái rầy. Thì bây giờ mình sẽ dập cho các bạn. Thì để làm cái cửa sổ lùa này, các bạn phải có một cái đột nhôm như vậy nha, đột nhôm nè. Cái này là ở trên là để đột cửa sổ lùa. Rồi tháo này ra thì sẽ là đột cửa đi mở nha các bạn. Đây, còn cửa sổ thì phải nó có hai công dụng nha. Cái công dụng ở trên khúc trên này á, là khi mình bắt ốc vô là mình bắt mình dập cửa sổ lùa, mình tháo này ra thì mình sẽ làm được cái cửa đi mở của nhôm cỏ nha các bạn, nhôm hệ 700 hệ 1000 luôn nha các bạn. Thì bây giờ mình sẽ dập cái mương của cái rầy cho các bạn xem nha. Thì ở đây nó có cái ngàm sẵn luôn nè, nó có một cái ngàm để mình đút cái mương này vô nè. Đó, mình đút vô tới đây là nó sẽ đụng lại, là mình sẽ dập xuống nè. Cái tay. Đây. Đó, khi mình đột xong là nó sẽ như thế này nha các bạn. Là của dưới bánh xe thì nó sẽ dập cái này là để đưa vô cái máng nè, vô cái rầy nè. Đó, đây là cái rầy nè. Mình sẽ đưa vô. Nó sẽ chạy theo cái đường rầy đây nè. Đó, nó sẽ chạy theo cái đường rầy như vậy nha các bạn. Đó. Chứ nếu các bạn không dập thì sẽ không bỏ vô cửa vô được nha. Rồi. Đây. Sau khi các bạn dập lỗ xong á thì cái cây cánh gờ nè, cái cây có cái gờ đây, các bạn phải cắt bỏ đi cái phần trên này. Còn trên của cái gờ xuống 2/2 xuống cho nó bằng cái ngang của cái đố ngang trên nè. Đó, mình cắt cái này là mục đích là để mình đưa vô cái cửa lùa nè. Đây, quay ra đây. Mục đích là khi mình cắt cái này mình mới nhét vô trong được cái máng này. Đó, mà nhét nó vô trong cái máng này được, còn các bạn không cắt các bạn không đẩy vô được nha các bạn nha. Đó, các bạn phải cắt để mà các bạn bỏ vô được nha. Thì bây giờ mình sẽ gắn cái cánh vô rồi mình sẽ quay một vòng nữa cho các bạn xem. Thì đây nha các bạn, thì sau khi mình đo chiều ngang và chiều cao mình trừ hao rồi thì mình sẽ ráp vô thì nó thành phẩm như vậy nha các bạn nha. Thì đã xong hoàn thiện cái bộ cửa sổ lùa hai cánh. Thì hình thức trừ là các bạn đo chiều cao á, các bạn đo từ trên cái mương đây nè. Đó, đo sát lên cái mương đây nha, đừng có đo cái mương đây, đo sát ở trong cái máng nè. Đó, rồi các bạn đo xuống tới cái rầy, xuống cái mặt rầy đây nè. Rồi các bạn đo bao nhiêu, hồi nãy là mình đo là 1m16 5, thì mình cắt 1m16 2 ly thôi, mình trừ hao 3 ly để mà khi mình làm cửa xong á, mình đút cái cửa vô trên cái máng này, mình đút đầu vô trong cái đây rồi mình mới đưa vô được. Mình đưa vô được, còn nếu mà các bạn cắt mà nó dư hơn cái máng này nè, hư hơn cái gờ của cái rây đây nè, là các bạn đẩy vô không có được nha. Đó, nên các bạn cắt đo tới cái mặt rầy đây thôi, là các bạn trừ hao lại 2-3 ly để mình đút lên mình đưa vô. Đó, còn chiều ngang á, chiều ngang thì các bạn đo lọt lòng. Đó, đo lọt lòng trong cái mương đây nè, mương mương âm nè, chứ đừng có đo mương nổi, đo mương âm qua bên cái mương nổi bên đây. Đó, hồi nãy mình đo là 97 7 ly.
Thì cái hình thức mà để các bạn cắt cái đố ngang bánh xe với lại đố ngang trên á, là các bạn đo lọt lòng là 90 lọt lòng bao nhiêu nha. Ở đây thì để trừ hao được cái chiều ngang để mà ra cái đố cửa này á, là các bạn đo trong cái mương âm đây nè. Đó, đo vô trong cái mương âm này qua bên cái mương nổi của bên ngoài, bên này lọt lòng tự này qua mương âm này, thì cái khung của mình á, đo lọt lòng là 97 ly. Đó, 97 ly thì các bạn trừ là 3/6 nha. 977 ly các bạn trừ cho 3/6. Sau khi trừ cho 3/6 rồi thì các bạn còn bao nhiêu các bạn chia cho 2. Chia cho 2 để ra mà cái đố ngang trên với lại cái đố bánh xe. Đó, thì sau khi các bạn cắt đố ra xong hết rồi thì các bạn ráp lại thì cái cửa nó sẽ bằng như vậy nè, nó sẽ không có dư, không có hụt. Đó các bạn thấy không? Đó là nó sẽ ok. Còn ví dụ như các bạn cắt mà chia trừ không có đúng á, rồi cắt đố dư hay hụt là mất công nha các bạn nha. Đó thì cứ đo lọt lòng, rồi các bạn trừ cho 3/6 rồi chia cho 2 rồi xong ra đố nha các bạn. Đó, các bạn lưu ý các bạn làm nha. Đó, rồi các bạn lưu ý nữa là khi các bạn nhớ phải cắt cái ngàm 2/2 cho bằng cái đố này nè, cắt cái ngàm cánh gờ để mà mình nhét vô cái mương, nhét vô cái máng mới được. Còn ở dưới bánh xe thì các bạn nhớ là phải dập cái mương bánh xe. Đó, rồi bây giờ mình gỡ cánh ra quay vòng cho các bạn xem nha. Thì các bạn đo chiều cao rồi các bạn mới đút cái cửa lên như vậy các bạn mới lấy cái cửa ra được. Còn các bạn không có chiều cao, không có đo trừ hao chiều cao là nó bị cấn, cái này nó sẽ không vô được. Khi mình trừ hao 2 đến 3 ly thì nó sẽ đưa ra đưa vô được để mình lấy cánh ra. Đó, còn cái mà mình cắt cái gờ, cái đây là cái cánh gờ nè, thì mình phải cắt xuống cho nó bằng cái mép của cái đố ngang trên đó, để mình đút vô trong cái rầy nó không có bị cấn, cái rầy mình mới đút vô được nè. Quay vô đó là mình mới đưa cái cửa vô được nè. Đó, còn cái hình thức mà để mình dập cái bánh xe nè, là cái mương bánh xe để mình đưa vô cái rầy đây mới chạy qua chạy lại được nha các bạn. Mình đưa vô nè, rồi mình đưa vô nè, là cái nắp nó sẽ chạy qua chạy lại được. Đó, nó sẽ lùi qua lùi lại được. Đó, còn mình không dập cái mương đó là sẽ không đưa vô được. Mình không cắt cái này cũng không đưa vô được. Đó. Thì video đến đây là mình xin kết thúc clip ở đây nha các bạn. Nếu các bạn cảm thấy clip mình mà hay và ý nghĩa thì nhớ để lại cho mình một like. Còn các bạn nào chưa đăng ký kênh thì nhớ đăng ký kênh để ủng hộ mình nha các bạn. Để mình có động lực mình ra thật nhiều cái video hay và ý nghĩa cho các bạn xem nha.